chào các bạn. Hôm nay mình mua diều trên Shopee. Diều này mua 160.000, còn phí ship nữa là 20.000, nữa là 180.000. Chính á. Bây giờ mình rút súng. Lục keo. Tay cầm trong đây có dây luôn nha. Tay cầm thả diều. Chịu lực 20 kg. Đặc điểm là giúp bạn nhả dây ra và quấn lại nhanh chóng, không sử dụng dây dẫn điện để thả diều, không dùng vật liệu dẫn điện để làm diều. Phát in Việt Nam, Diều Đại Bàng nha. Xuồng diều, túi đựng diều. Giờ là hướng dẫn cách ráp diều, thả diều. Vô. Đầu tiên mình lòn hai cái này vô nè. Đúng rồi, trên sân thượng đó.